Có rất là nhiều chị em comment ở trên TikTok hỏi là chắn cao với lại đeo kính thì để máy kiểu gì, thì mọi người có thể tham khảo máy này nhé. Lần đầu em đi cắt tóc. Hôm nay lần đầu đi cắt tóc. Vâng. Thế là không cắt được máy nên mới phải ra để bọn anh tư vấn đó. Em cắt treo nhiều lần. Thật chứ? Em đang muốn khắc phục điều gì nhất trên khuôn mặt của em? Chán của em nó bị đô lại. Yeah, chán cao đúng không? Vâng. Anh thấy là khuôn mặt của em rất là xinh. Có mỗi vấn đề là chán của em hơi cao. Nếu mà để máy bay thì nó sẽ không che được cái phần này. Bắt buộc anh phải hạ máy xuống. Nếu mà em đeo kính ấy, thì anh sẽ cắt mỏng vừa vừa thôi, không dày quá. Và hai bên này anh vẫn cắt kiểu ôm ôm xuống mặt của em một chút. Khi em ở nhà em buộc tóc ấy, thì nhìn nó sẽ một chút máy che đi chán. Nó xinh nhá. Ok. Đầu tiên là phải chia phân khu máy ra này. Lấy từ điểm vàng là từ đuôi lông mày thẳng lên, sẽ chia từ cái đường sống mũi hay đầu lông mày gióng thẳng lên, thì đây chính là điểm chuẩn để cắt cái phần mái ở giữa, cắt chạm cái kính luôn. Cái điểm thứ hai mình sẽ lấy từ cái đỉnh cao nhất của lông mày gióng thẳng lên. Điểm thứ hai này mình sẽ cắt qua cái gọng kính nhá. Rất nhiều chị em bị phần trán chữ M này, mình sẽ lấy dày ở đoạn này một chút, xác định độ dài xong mình kéo chéo hẳn sang bên này, cắt mất cái góc nhọn này đi. Điểm này sẽ ôm vào má này. Thua rồi tim em lỡ.